bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại người rồi lấy đá dìm xuống sông ở Phú Quốc. Bị tác động vì làm thơ đăng Facebook xử lý nhóm người hành hung như thế nào? Người dân phát hiện thi thể bị lũ quét vùi lấp ở nậm lúc. Ukraine tiết lộ chiến thuật đặc biệt của Nga. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Xin hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo Người Lao Động đưa tin, vào sáng ngày 19 tháng 10, lực lượng chức năng của thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại một phụ nữ ở Phú Quốc để cướp tài sản. Trước đó một ngày, Công an thành phố Phú Quốc nhận được tin báo phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là bà LTL, sinh năm 1984, ngụ xã Dương Tơ. Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an thành phố Phú Quốc khẩn trương kiểm tra, truy bắt đối tượng gây án. Xác định được nghi phạm là Huỳnh Trung Quân, sinh năm 1978, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã Tân Hội. Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng công an xã Tân Hội nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Quân cho biết do nợ tiền ba lờ nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Chiều ngày 18 tháng 10, Quân hẹn bà L gặp mặt để trả nợ và nhờ bà L chờ đi lấy tiền. Đến đoạn đường vắng, Quân đã tấn công nạn nhân đến tử vong. Sau khi lấy tiền, nữ trang, điện thoại của nạn nhân, Quân kéo thi thể lại vũng nước ở gần đó, dùng đá dìm xuống để phi tang rồi rời khỏi hiện trường. Thông tin từ báo Dân trí cho biết, theo luật sư Ngô Quý Linh, YouTuber sau khi phát hiện sự việc do quá hoảng sợ hay vì một lý do khách quan nào đó, hôm sau mới báo tin cho cơ quan có thẩm quyền thì không bị coi là phạm tội. YouTuber Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, ngụ An Giang, đến quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, Bình Dương, nơi từng xảy ra vụ cháy, làm 32 người thiệt mạng, ghi hình làm clip khám phá, bất ngờ phát hiện thi thể người đang phân hủy anh này không đến cơ quan chức năng địa phương trình báo mà quay về quê ở An Giang. Một ngày sau, anh Tú mới gọi điện thoại trình báo công an phường An Phú việc phát hiện thi thể. Nhiều độc giả thắc mắc pháp luật quy định thế nào về việc trình báo với cơ quan chức năng. Một số luật sư đã có những chia sẻ pháp lý về việc chậm trình báo trên của anh Tú. Chưa quy định thời gian trình báo, Trao đổi với phóng viên dân trí, luật sư Ngô Quý Linh, giám đốc công ty luật Mai Đăng Khang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tin báo tội phạm được quy định tại khoản 2, điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó, tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tổ chức cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng như vậy youtuber nguyễn văn tú phát hiện các phần thi thể của một nạn nhân và đã báo tin với cơ quan có thẩm quyền là việc làm hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật theo luật sư linh hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể trong thời hạn bao lâu khi một người sau khi phát hiện một vụ việc nào đó có dấu hiệu phạm tội thì phải báo cho cơ quan có thẩm quyền do đó đối với trường hợp youtuber này sau khi phát hiện sự việc do quá hoảng sợ hay vì một lý do khách quan nào đó mà ngày hôm sau mới báo tin cho cơ quan có thẩm quyền thì không bị coi là hành vi phạm tội Tuy nhiên, để có thể hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, tiến hành các bước cần thiết để khởi tố điều tra vụ án, thì mọi người dân nên khẩn trương báo tin bằng tất cả các hình thức phương tiện có thể hoặc nếu tâm lý chưa ổn định sau khi phát hiện sự việc thì có thể nhờ người khác báo tin với cơ quan có thẩm quyền càng sớm càng tốt. Miêu tả tỉ mỉ chi tiết dung dợn có thể bị xử phạt. Luật sư Ngô Quý Linh cho biết, việc phát hiện xác người và quay clip đăng lên YouTube kiếm tiền thì tùy thuộc vào nội dung cụ thể có trong clip và số tiền kiếm được mà người quay clip có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về sự phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 3, điều 4, điểm C và D khoản 1, điều 101, Nghị định 1 năm 2020, NDCP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi bởi Nghị định 14-2022, NDCP, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng việc xử phạt trên được áp dụng cho cá nhân có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị dùng rợn cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội tác động bạc hoặc là phục vụ tác động bạc với trường hợp của YouTuber Nguyễn Văn Tú, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể tiến hành thẩm định nội dung của clip đã được đăng. Nếu kết luận có rơi vào các trường hợp vi phạm như nêu trên thì có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi của YouTuber. Ngoài ra, căn cứ vào khoản 3 Điều 101 Nghị định 1 năm 2020 NDCP thì cơ quan có chức năng còn có quyền buộc YouTuber phải cỡ bỏ clip đã đăng. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điều 288 Bộ luật hình sự 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, nếu hành vi làm và phát tán clip của YouTuber đã được xác định là vi phạm pháp luật và nếu YouTuber đó còn kiếm được thu nhập từ clip của mình thì khoản thu nhập này được coi là thu nhập bất chính. Luật sư Linh nói, nếu khoản thu nhập bất chính đó có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì YouTuber có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, YouTuber đó còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Theo báo Người Lao Động, đến ngày 19 tháng 10, ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, người bị một nhóm đối tượng xông vào nhà tấn công sau khi ông làm thơ đăng Facebook, vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Công an huyện Lệ Thủy đã cử người vào nắm tình hình sức khỏe, làm việc với ông Lư. Người nhà ông Lư cho biết, đại diện nhóm người tấn công ông cũng nhiều lần vào bệnh viện thăm hỏi xin lỗi, đề nghị được hỗ trợ gia đình vẫn tạo điều kiện cho họ thăm hỏi nhưng không nhận bất kỳ thứ gì, mọi việc phải được cơ quan chức năng giải quyết. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tật đối với ông Lư và làm rõ hành vi của các bên liên quan để xem xét xử lý theo quy định. Luật sư Võ Thị Tuệ Minh là giám đốc công ty luật An Doanh có địa chỉ tại Thừa Thiên Huế cho biết việc nhóm người nêu trên xông vào nhà tác động khiến ông Lưu bị thương phải nhập viện điều trị là hành vi coi thường pháp luật trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi này đáng lên án và cần bị xử lý thích đáng theo thông tin từ báo chí trong sự việc này chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt ông lư sáng tác một bài thơ mang tính chất châm biếm đăng trên facebook cá nhân mà một nhóm người đã kéo đến nhà ông xông vào tác động đập khi ông lư bất tỉnh nhóm này còn kéo nạn nhân ra sân tiếp tục tác động cho đến khi hàng xóm đến can ngăn thì mới bỏ đi hành vi này thể hiện tính côn đồ hung hãn coi thường sức khỏe của người khác Luật sư Minh cho biết theo điều 134 Bộ luật hình sự, hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà làm tổn thương cơ thể từ 11% hoặc dưới 11% nhưng kèm theo các tình tiết có tính chất côn đồ, có tổ chức làm mất an ninh trật tự xã hội thì người thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trong vụ việc này, nhóm người nêu trên còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự, đồng thời có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội theo Điều 158 Bộ Luật Hình sự. Trường phòng giao dịch ngân hàng AB Bank chiếm đoạt 80 tỷ đồng theo thông tin từ báo Dân Chí, ông Trần Văn Tài là trưởng phòng giao dịch mạo khê của ngân hàng AB Bank đã sử dụng 21 sổ đo giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 10, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Văn Tài, là trưởng phòng giao dịch mạo khê, ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, gọi tắt là AB Bank về tội tham ô tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh xác định Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của ngân hàng AB Bank. Bản thân tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng, phó phòng khách hàng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Mạo Khê, Tây Quảng Ninh từ năm 2020 đã nhiều lần cho tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42% một năm, tức là gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiệu trưởng xin nghỉ việc sau vụ giáo viên bật khóc vì bữa cơm nghèo nàn. Thông tin từ báo VN Express cho biết, hiệu trưởng mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc sau khi giáo viên phản ánh với chủ tịch huyện về bữa cơm nghèo nàn ở trường. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vào ngày 19 tháng 10 cho biết, thông tin trên đồng thời công bố kết luận thanh tra toàn diện tại trường mầm non Ánh Dương. Theo đó, với bữa ăn trưa của giáo viên từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm nay, Hiệu trưởng Phan Thị Hán Huệ không tổ chức lấy ý kiến, không công khai số tiền thu chi. Số tiền còn dư từ việc này là hơn 23 triệu đồng, song bà Huệ không chỉ đạo xử lý. Khoản tiền ăn bán chú cho trẻ còn thừa 25 triệu đồng cũng chưa được hoàn trả cho phụ huynh. Ngoài ra, nhà chức trách cho biết quy chế làm việc của trường còn nhiều thiếu sót, phân công nhiệm vụ với ban giám hiệu, giáo viên chưa thực sự là hợp lý và chưa đúng. Đặc biệt, trường đề xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Thanh tra kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức xử lý trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hán Huệ và các cá nhân liên quan. Tuần trước, bà Huệ gửi đơn xin thôi việc đến Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức với lý do sức khỏe kém, đồng thời thừa nhận để xảy ra thiếu sót trong quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ. Huyện cho biết, việc xem xét đơn của bà Huệ được thực hiện sau khi bà khắc phục các kiến nghị của đoàn thanh tra cũng như nhận quyết định xử lý kỷ luật. Cách đây vài tuần, hơn 30 giáo viên nhân viên trường Mầm non Ánh Dương bật khóc khi gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. Họ phản ánh phải nộp tiền ăn trưa ở trường với mức là 30.000 đồng một bữa, song suất ăn nghèo nàn chỉ có cơm, canh, vài miếng chả. Theo chính sách của tỉnh, giáo viên mầm non được hỗ trợ 60.000 đồng một ngày, chuyển cùng lương hàng tháng. Nhiều người cho biết là không thể tự túc ăn trưa, không dám lên tiếng vì sợ bị cắt khoản này. Sau phản ánh, Trương trả lại tiền để giáo viên tự đặt cơm bên ngoài. <laughs> người dân phát hiện thi thể bị lũ quét vùi lấp ở Nậm Lúc Thông tin từ báo An ninh Thủ đô cho biết, người dân xã Nậm Lúc vừa phát hiện thêm thi thể trong vụ lũ quét sạt lở đất kinh hoàng khiến 18 người thiệt mạng và mất tích. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vào ngày 18 tháng 10, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một người mất tích trong vụ sạt lở đất. Nạn nhân được tìm thấy là anh Lý Sao Đe, sinh năm 1995, người dân tộc Mông. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lúc cho biết nạn nhân được tìm thấy cách khu vực sạt lở 100 m bị đất đá vùi sâu 8 mét. Như vậy, tính đến thời điểm này, còn hai người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Nậm Tông. Trước đó, vụ sạt so lở xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc đã khiến 18 người thiệt mạng và mất tích. Theo báo VTC News đưa tin, sáng ngày 11 tháng 9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường qua khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, khiến một người tử vong. Theo hình ảnh camera giám sát hành trình trên xe buýt ghi lại, đến cuối giờ chiều ngày 18 tháng 10, người đàn ông lái xe máy đang đi trên tuyến đường Trần Thủ Độ thì chiếc taxi màu xanh bất ngờ mở bung cánh cửa phía sau bên trái, người đi xe máy bị hất ngã, đúng lúc này xe buýt chạy tới tông tử vong nạn nhân trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, lãnh đạo xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận vụ việc trên và cho biết sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới sinh năm 1987, quê ở Nam Định, nhiều khả năng đang làm việc và tạm trú tại xã Phú Xuân. Vụ việc đang được công an thành phố Thái Bình xác minh điều tra. Theo điểm cờ khoản 2 điều 5, Nghị định 100 NDCP 2019, xử phạt 400.000 tới 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi mở cửa xe để cửa xe mở không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài phạt tiền, nếu mở cửa xe ô tô không quan sát mà gây tai nạn thì chủ xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tới 4 tháng. Nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Tuần tra giao thông phát hiện một học sinh dương tính với ma túy. Theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, một nam học sinh dương tính với ma túy ở thị xã Phú Thọ vừa bị công an địa phương phát hiện trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nguồn tin từ công an tỉnh Phú Thọ vào ngày 19 tháng 10 cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, công an thị xã Phú Thọ phát hiện học sinh dương tính với ma túy. Qua công tác điều tra cơ bản, ra soát nắm bắt tình hình về các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên, ngày 18 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Phú Thọ đã kiểm tra em học sinh Trần Thái S, 16 tuổi, ngụ phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, điều khiển xe máy nghi vấn sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy nam học sinh dương tính với ma túy. Qua xác minh, Trần Thái S là học sinh của một trung tâm ở thị xã Phú Thọ. Nam sinh này cũng khai báo trước đó đã sử dụng cần sa đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã phú thọ đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định cũng theo công an tỉnh Phú Thọ thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về thực hiện chỉ thị số 31 CTTTG vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, công an thị xã Phú Thọ đã lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 294 triệu đồng, tạm giữ 87 phương tiện, tước 17 giấy phép lái xe, trong đó có 98 trường hợp vi phạm là học sinh. Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, liên tiếp gây mưa rồng. Theo báo Lao động đưa tin, đại diện cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10, miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh. Miền Bắc đã trải qua chuỗi ngày nắng hanh kéo dài, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở Trung Du và vùng núi phía Bắc. Dù đã sang giai đoạn cuối tháng 10, nhưng nền nhiệt ở Bắc Bộ vẫn ở mức cao, thời tiết oi bức. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dữ liệu quan trắc cho thấy khoảng chiều ngày 19 tháng 10 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Tính chất của đợt không khí lạnh này là lệch về phía đông, do vậy không ảnh hưởng lớn đến thời tiết đất liền. Tuy nhiên, gió mùa đông bắc sẽ gây gió mạnh trên các vùng biển ở phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định không khí lạnh lệch đông làm tăng quá trình mang hơi ẩm từ vùng biển vào đất liền. Do vậy, trong ngày 19 tháng 10, khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ có khả năng nhiều mây trở lại, có lúc xuất hiện mưa rào và rông, có lúc không mưa. Tuy nhiên, không khí lạnh yếu nên chỉ gây mưa, nhiệt độ không giảm. Theo đại diện cơ quan khí tượng, khoảng ngày 22 và ngày 23 tháng 10, một không khí lạnh khác bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh này mạnh hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định về tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và nhiệt độ giảm, trời trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể xuất hiện trời rét, gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Còn ở khu vực Trung Bộ, theo ông Vũ Anh Tuấn, khả năng là từ đêm ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao ông nguyễn đức hòa phó trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm này hầu như sẽ gây mưa bởi vì tranh chấp giữa các khối khí nóng và khí lạnh mưa sẽ tương đối lớn có thể kèm theo rông lốc xét và gió giật mạnh sau đó khi không khí lạnh di chuyển sâu xuống thời tiết nhanh chóng chuyển sang trạng thái khô giáo Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18 tháng 10 bác bỏ thông tin cho rằng ông buộc phải hủy bỏ một số sự kiện vì kiệt sức. Ông Trump khẳng định tại bang Michigan, theo giờ The Guardian, tôi hủy sự kiện nào cơ, tôi chưa hủy. Bà Kamala Harris không đi đến bất kỳ sự kiện nào cả. Bà ta thậm chí còn không đến gặp những người Công giáo tối qua tại khách sạn. Cựu Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố ông đã hoạt động 48 ngày mà không cần nghỉ ngơi. Ông nói, các bạn thấy tôi nghỉ ngơi dù chỉ một chút chưa. Thắng Michigan, chúng ta sẽ thắng bầu cử, cựu Tổng thống Trump khẳng định, trong lúc đám đông gieo hò, dương cao khẩu hiệu, biến thành phố Detroit vĩ đại trở lại. Trước đó, ông từng cảnh báo cả nước Mỹ sẽ trở thành một mớ hỗn độn như Detroit nếu bà Harris đắc cử. Bà Harris tận dụng nghi vấn ông Trump phải hủy bỏ phỏng vấn vì kiệt sức khi nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy ông không đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống Mỹ. Ứng viên tổng thống dân chủ nói trước một đám đông ở thành phố Grand Rapids, Michigan, hôm 18 tháng 10, ông ấy không có kế hoạch về cách giải quyết nhu cầu của người dân Mỹ và như chúng ta đã thấy, ông ấy chỉ tập trung vào bản thân mình. Hiện tại ông ấy còn né tránh các cuộc tranh luận và hủy bỏ các cuộc phỏng vấn. Bà Harris nói tiếp, nhóm vận động tranh cử của ông ta gần đây nói rằng lý do là vì ông ta kiệt sức. Nếu các bạn kiệt sức trong quá trình vận động tranh cử, điều đó sẽ đặt ra những câu hỏi thực sự về việc liệu bạn có phù hợp với công việc khó khăn nhất thế giới hay không. Theo thông tin từ VietnamNet cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng do một phát súng bắn vào đầu. Theo hãng tin CNN, đây là tuyên bố của Tiến sĩ Chen Kilgen tại Trung tâm Y học Pháp y Quốc gia Israel ở Tel Aviv. Ông Kugan cho biết, mặc dù thủ lĩnh Hamas, Sinwa, có nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên người do tác động của đạn pháo xe tăng hoặc tên lửa, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là một viên đạn bắn vào đầu. Ông Kugan, người đã ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas, Sinwa, nói trong cuộc phỏng vấn với CNN, nguyên nhân tử vong là một vết thương do đạn bắn vào đầu. Ông ấy bị đạn bắn vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Quân đội Israel trước đó cho biết, trong một hoạt động quân sự gần đây ở giải Gaza, ông Sinwa đã thiệt mạng sau khi xe tăng Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này đã bị thương. Tuy nhiên, tuyên bố không nhắc tới việc binh sĩ Israel đã bắn phát súng chí mạng vào ông Sinwa. Khi được CNN hỏi về tuyên bố của ông Kugan, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Người phát ngôn cho biết thêm, quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, tiến sĩ Kugan nhấn mạnh ông tin tưởng vào phân tích của mình bởi nó dựa trên quá trình khám nghiệm tử thi của ông Sinqua. Ông Kugan nói dựa trên những gì tôi tìm thấy trên thi thể, ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau như vết thương do tên lửa ở càng tay phải, đá rơi trúng chân trái hoặc đùi và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể nhưng chỉ ở ngực. Chúng gây ra thương tích nghiêm trọng, song nguyên nhân tử vong là do vết thương từ súng bắn vào đầu. Khi được hỏi về thời gian tử vong của ông Sinwa, tiến sĩ Kyugen cho rằng khả năng là vào cuối buổi chiều ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của thủ lĩnh Hamas được đưa đến viện vào đêm ngày 17 tháng 10. Theo báo người lao động, Hải quân Ukraine cho biết vì tàu chiến hoạt động không hiệu quả. Nga đã dùng phương tiện này để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Kiev. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 17 tháng 10, ông Dmytro Pletenchuk, phát ngôn viên của Hải quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai một số tàu chiến có tên lửa hành trình trên biển. Tuy nhiên, ông Pletenchuk khẳng định Moscow không dùng những tàu này để tấn công, Kiev Independent đưa tin. Ông nói, do các hệ thống vũ khí này hoạt động không hiệu quả, Nga hiện buộc phải sử dụng chúng chủ yếu trong việc đánh lạc hướng phòng không, khi thực hiện các cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa. Cũng theo người phát ngôn này, khi một hoặc hai tàu ngầm Nga ở trên biển, các phương tiện này thường không thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa mà chủ yếu bảo vệ căn cứ. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã bắn tên lửa vào Ukraine từ các tàu chiến đồn trú ở Biển Đen và Biển Azov. Những tuần gần đây, từ khu vực Crimea, Nga tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở phía nam tỉnh Odessa. Trong khi đó, Ukraine cũng nhiều lần tấn công các tàu của Nga theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội biển đen của Nga hiện bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, hôm 18 tháng 10, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 80 trên 135 máy bay không người lái từ Nga. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống hoặc máy bay bắn trúng mục tiêu. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Romania thông báo đã điều động máy bay phản lực khi một vật thể bay không xác định tiếp cận, sau đó xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Radar sau đó mất dấu khi vật thể bay tới gần thị trấn Amzasea, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km về phía nam. Không quân Ukraine và nhóm Belarus Hazun đều cho rằng hai máy bay không người lái đã bay về phía biên giới Belarus. Theo Belarus Hazun, Belarus cũng đã kích hoạt máy bay không người lái vì thiết bị này. Vụ việc hôm 18 tháng 10 không phải là lần đầu tiên máy bay phản lực Romania và Belarus được điều động kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.